Dạ mến chào quý cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay kênh trở lại nhà vườn của chị Thúy Ngọc ha. Thì giao lưu đến quý cô chú anh chị mình một lô cây kiểng bonsai mới. Đa dạng mặt hàng quý cô chú anh chị mình xem clip ưng ý cây nào thì gọi điện với chị Ngọc để được hỗ trợ giao lưu nha quý cô chú anh chị. Rồi, giờ mình gặp chủ vườn nha để báo giá cũng như là đo thông số cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Mến chào cô chú anh chị xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thúy Ngọc em có một số cây bonsai thành phẩm muốn gửi đến giao lưu tới cô chú anh chị, như là mai chứng thủy, kim quýt, trang sen, rồi sam trái. Địa chỉ của em là ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Và hôm nay mở hàng đầu clip của em hôm nay á, là mai chứng thủy hát cô chú anh chị, ký hiệu là L ạ. Cây có dáng rất là đẹp ha cô chú anh chị, dáng thắt đổ ha, thân thì co lắc, rất là già cây ha. Hình thức bên em là bao sắm bao ship tổng quát ha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp, rất là dễ thương ạ. Giá cao em đo được là 59, tổng tàn em đo gì là 44 ạ. Thân thì co lắc ha cô chú anh chị, có dáng đổ ha, rất là đẹp. Bông chùm màu trắng rất là thơm. Còn nguyên dưới đây là nguyên cái bệ đế luôn ha cô chú anh chị. Và chỗ này thì nó có cái vết mặt cắt ha cô chú anh chị. Em đã xử lý chét keo rồi ha, nó khô nó sành rồi cô chú anh chị mình yên tâm ha. Dạ. Rồi em xin đo hai vị trí ha. Tại vị trí này là em tính 12 nè. Gì ha? Củ đặc luôn là được 64. Cây đã thần chậu ha cô chú anh chị. Nhỏ nhưng mà rất là già cây, dáng rất là quái ạ. L1 em giao lưu tới cả nhà mình là 3,8 triệu ạ. Cây này em ship chậu cho cô chú anh chị mình nè. Rồi cây số L2 cũng là mai chiến thủy. Cây này cũng đang cho bông rất là đẹp nè cô chú anh chị, rất là dễ thương nè. Bông chùm màu trắng. Dạ cao em đo được là 35, tổng tàn em đo là 36. Mai chiến thủy ha cô chú anh chị. Đây đang hiện tại đang cho bông rất là nhiều nha cô chú anh chị, dòng mai chiến thủy này rất là dễ chăm ha. Tại vị trí này em đo được là 22 ạ. Tổng dưới đây là 33. Một cây mai chiến thủy rất là dễ thương. Nhỏ nhưng mà nó già cây mini để bàn để ban công hết cô chú anh chị. L2 em giao lưu tới cả nhà mình là 1,3 triệu. Cây này em cũng ship chậu, bao sắm bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị. L3 cũng là dòng mai chiến thủy luôn ha cô chú anh chị. Mini đế bàn. Nhỏ nhưng mà nó đã già cây, nó cho bông hết rồi nha cô chú anh chị. Giá cao em đo được là 24. Tổng tàn em đo gì được 26. Nguyên cái bệ đế luôn ha cô chú anh chị, có nhiều thân ha. Và cây có sai em báo gì ha cô chú anh chị, chỗ này nó có cái mặt cắt nè. Em cũng đã xử lý rồi, nó chét keo nó liền, nó khô hết rồi ha nha cô chú anh chị. Như là một gừng mai chiến thủy cô chú anh chị. Cái này thì em xin đo tổng nguyên cái bệ nó đi. Dạ 44. Còn những cái thân của nó ha là bự cỡ ngón tay cái của em nha cô chú anh chị. L3. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 1,8 triệu ạ. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. L4 là một cây trang sen. Trang sen màu nó rất là đẹp, bông nó rất là lâu tàn nha cô chú anh chị. Hiện tại cây đang cho bông rất là nhiều, còn một số nụ chưa có ra nữa nè cô chú anh chị. Dòng trang sen này rất là dễ chăm. Cây này cũng là thần chậu, cái này là nó liền nguyên một bệ luôn nha cô chú anh chị. Cao em đo được là 22. Tổng tàn em đo được là 26. Cái này là nguyên một bệ luôn, không cấy ghép nha cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây ha, dòng trăng sen cái bông nó rất là dễ thương ha cô chú anh chị. Em xin phép đo tổng nguyên cái bể dưới đây đi. Dạ là 47. L4. Em giao lưu tới cả nhà mình là 1,2 triệu ha. Mini để bàn rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Em ship luôn cái chậu gì cho cô chú anh chị mình nè. Về không nữa em thay chậu. Thay chậu ha. L5.
cũng là một cây trang sen luôn, nguyên một cụm gừng luôn hết cô chú anh chị. Cây này hiện tại đang cho nụ rất là nhiều nè cô chú anh chị ơi. Giá cao em đo được là 22 nè, tổng tàng em đo được là 45, rất là dày đặc nguyên một bệ luôn á nha cô chú anh chị. Cây cho bông cho nụ rất là nhiều nè cô chú anh chị. Những cái thân của nó ha là cỡ ngón tay ngón út của em nha cô chú anh chị. Cây là liền lạc liền bệ luôn nha cô chú anh chị, không có không cấy ghép nha. Bông của nó, bông với nụ hiện tại đang rất là sai, cái màu bông rất là tươi. Rồi cây này em xin phép ta đo tổng nguyên cái bệ luôn nha cô chú anh chị. Dạ là được 55, 55 nha cô chú anh chị. Trọng trong cái chậu là được 32, dài của chậu là 32, 5L cây trăng sen. Em giao lưu tới cả nhà mình là 4,5 triệu à. Cây này em cũng ship chậu lưu cho cô chú anh chị ha. Về có việc mình chăm sóc, mình ngắm qua thôi ha, mình khỏi phải thay chậu à. 6L là một cây ngược quế lá sắn bông chùm. Cây này cũng đã thần chậu ha cô chú anh chị. Phơm tàn thì ấm mịn hết này, cốt cành thì rất là già cây. Giá cao em đo được là 68, tổng tàng em đo như gì là 79. Một cây người quế lá sắn bông chùm. Cây này em cũng lặt lá non rồi, hiện tại là cái lá này nó còn non, nó chưa có già ha, nên phơm tàn giờ thấy nó thưa. Chớ lá nó già rồi giờ nó dày đặc ha cô chú anh chị. Ở trên cái đỉnh này á, thì có mặt cắt nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chịu khó xem gõ giúp em ha. Mặt cắt nó cũng đã liền lạc hết rồi nha cô chú anh chị. Còn bên đây thì nó cũng có một vết cắt, nó cũng đã khô, nó sành hết rồi ha cô chú anh chị. Thân thì nó co lắc, rất là già cây nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em đo tại vị trí này đúng 40 nha cô chú anh chị. Tổng hoành đế em đo được là 114. Dài của cái chậu là 60 á cô chú anh chị. Một cây nghiệp quế lá sắn bông chùm. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 7,5 triệu. Cây này em ship chậu lưu cho cô chú anh chị mình. Hình thức bên em là bao sống bao ship toàn quốc. 7L cũng là một cây nghiệp quế lá sắn bông chùm. Cây này lùng lực ha cô chú anh chị, rất là dễ thương. Đây, nó nhỏ gì mà nó rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Yên tâm nha, những cái cây mà em bán gì đó là đã thần chậu hết rồi ha cô chú anh chị. Khi gửi đi cũng không có mắc sức gì nhiều nha cô chú anh chị. Giá cao em đo gì là 28 nè, tổng tàng em đo gì được 55. Một cây nhiệt quế lùng lực ha. Đây, rất là già cây, rất là đẹp. Vàng xương đồ ấm hết trơn rồi ha cô chú anh chị. Ở trên cái đỉnh này thì có mặt cắt ha cô chú anh chị. Nó cũng đã liền lạc hết rồi nha, nó khô, nó sành rồi. Thẹo đang kéo. Dạ, thẹo nó đang kéo. Ở đây nó cũng có một cái mặt cắt nữa nè cô chú anh chị. Đây, cây có sao em báo vị nha cô chú anh chị. Tại vị trí này là được 34 nè cô chú anh chị. Tổng hoành đế là 71. Dài của mặt chậu là 50. 7L. Cây nhiệt quế em, cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 6,5 triệu. Những cái cây mà nặng ha, em ship chậu là em đóng trong cái kiện gỗ ha cô chú anh chị. Nhưng khi ship đi rất là an toàn ha, cô chú anh chị mình không sợ gãy nhánh gãy cây ha. 8L cũng là một cây nhiệt quế mini để bàn. Bông chùm màu trắng rất là dễ thương. Giá cao là 42, tổng tàng em đo được là 44. Cây nào một thân đi lên hết cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây rồi nha. Phơm tàng ấm bệnh hết rồi ha cô chú anh chị.
Ở trên đây thì nó có hai thân em đo, một thân gì cho đại diện cho cô chú ha. Dạ 11. Tại vị trí này em đo là được 15 nè. 8L. Một cây nghệ quế lá sắn bông chùm. Em cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. Rất đẹp, rất là dễ thương. Cây đó cây gì quên. 9L là một cây hải châu ha cô chú anh chị. Dáng rất là độc lạ ha. Được trồng trong cái chậu nè cô chú anh chị. Ca em đo được là 20. Tổng tàng em đo như gì được 58. Ở dưới thì nó được cái phần đế của nó được ký đá nha cô chú anh chị, ên đá ha. Cây rất là nó nhỏ nhưng mà nó già cây hết rồi nha cô chú anh chị. Hiện tại cây cũng đang cho đọt non rất là nhiều nè. Đây. Tại vị trí này là được 13. Tại vị trí này đúng 30 cô chú anh chị. Một cây hải châu. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 3,3 triệu. Em ship lưu chậu này cho cô chú anh chị mình nè. Rất là đẹp, rất là dễ thương. 10L là một cây bồ đề. Dáng nghiêng nghiêng rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rất là già cây. Cam đo được là 48. Tổng tàng ở nhì là 50. Một cây bồ đề rất là đẹp, được trồng trong cái chậu rất là dễ thương, rất là già cây. Mặt cắt thì cô chú anh chị nó đã kéo nó sành hết rồi ha. Cây có sai em báo dĩ ha cô chú anh chị. Về kẽm nào xiết thì cô anh chị mình thay kệ tháo kẽm giúp em ha. Chỗ này thì nó co lắc rất là quái cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ xem hết clip giùm em ha. Cuối clip có những tác phẩm rất là đẹp, rất là dễ thương ha cô chú anh chị. Dạ tại vị trí này đúng 30 nè cô chú anh chị. Hơn 30 mà em tính 30. Tổng dưới đây là đúng 60. Một cây bồ đề. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 3,7 triệu. Có chậu. Cô chú anh chị xem kênh nhớ ủng hộ em cô chú anh chị ơi. 11L là dòng mai chứng thủy nu gò công. Cây này cũng vừa gọn ha cô chú anh chị. Bông chùm màu trắng rất là dễ thương, rất là thơm. Dạ ca em đo được là đúng 38. Tổng tàng em đo gì đúng 55. Rất là già cây. Phơm tàn thì ấm mịn rồi đó. Những cái cốt của nó là bự hơn ngón tay cái của em ha. Nè cô chú anh chị, nó rất là già cây, nó lên u nặng hết trơn nè cô chú anh chị. Vàng xương thì cô chú anh chị mình khỏi lo yên tâm ha. Rất là già. Em đo tại vị trí này đúng 24 luôn. Tổng dưới đây như gì là 57. L11, cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 4 triệu. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. 4 triệu là mình có một cây mai chứng thủy rất là đẹp, rất là dễ thương ha cô chú anh chị. Bao sống bao ship ạ. L12 cũng là dòng mai chứng thủy luôn ha. Cây này cũng đã thần chậu nha cô chú anh chị, rất là già cây. Dạ cao em đo như được là được 36. Tổng tàng em đo là 49. Cô chú nào anh chị muốn bổ sung thêm ảnh thì kết bạn Zalo với em ha. Ở trên cái cây này ở trên cái mặt cái đỉnh là có mặt cắt nha cô chú anh chị. Xử lý chét keo ha. Dạ em cũng đã xử lý chét keo rồi cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi cây này em đo tại vị trí này 22.
Tổng nguyên cái bể dưới đây đúng 52. Rất là đẹp, rất là già cây hết cô chú anh chị. Anh 12L cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 3,9 triệu. Cây này em cũng ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. Mười ba em là cũng là mai chiến thủy luôn, cây này dáng rất là quái ha. Cao em đo được là 72, tổng tàng em đo gì đúng 80. Cái dáng nó nghiêng nghiêng lại lại rất là đẹp ha. Ở dưới đây thì có một cái nhánh này nè, nó bay ra nó lại lại rất là đẹp ha, rất là ngộ cây nha cô chú anh chị. Rất là già, cây này cũng đã thần chậu rồi ha cô chú anh chị. Đúng đúng nó môi. Đây. Nó già lên u nằng hết trơn rồi ha cô chú anh chị. Mà cắt ở trên cái đỉnh thì cô chú anh chị mình yên tâm ha, nó kéo nó sành hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Nó liền hết trơn rồi, liền lạc hết rồi ha. Rồi cây này em xin phép đo tại vị trí này đi. Dạ 29 nè cô chú anh chị. Tổng nguyên cái bể dưới đây ha là 64. Dài của mặt chậu là 50 ha cô chú anh chị. Mai chiến thủy cây này, mã số L13. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 5 triệu. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình ha. Cây rất đẹp, rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. 14L cũng là một cây mai chiến thủy luôn. Cây này đang cho bông chùm rất là dễ thương nè cô chú anh chị. Hiện tại đứng đây mà cái mùi thơm nó rất là dễ chịu. Đây, cây này đang cho bông cho nụ rất là nhiều nè. Cao em đo được là 70. Tổng tàng em đo gì là 96 à. Cây rất là đẹp, ở ngoài giờ nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, bông rất là nhiều nè. Dòng mai chứng thủy này rất là dễ chăm nha cô chú anh chị. Cây này cũng đã thần chậu rồi, già lâu năm rồi ha cô chú anh chị. Rồi cây này em cũng xin báo cho cô chú anh chị là chỗ này nó có mặt cắt ha cô chú anh chị. Em cũng đã xử lý chắc keo nó liền lạc rồi ha, nó khô rồi. Những cái tai cành của nó rất là già nha cô chú anh chị. Ở đây là nguyên một cái bệ, nguyên cái một cái thân củ nạc không luôn đó cô chú anh chị. Bông của nó tủa tủa xuống rất là đẹp hết cô chú anh chị. Tại vị trí này là 51. Mô Phật ạ. Rồi tổng hoành đế dưới đây em đo được là 95. Dài của mặt chậu là 62 á cô chú anh chị. Cây ở ngoài rất là đẹp nha cô chú anh chị. 14L, cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 9,8 triệu. Cây này em ship luôn chậu cho cô chú anh chị mình. Muốn bổ sung thêm hình ảnh thì kết bạn Zalo với em ha, em chụp hình em bổ sung qua cho cô chú anh chị ha. Một cây cần thăng ha, 15, mã số L15. Cần thăng là mình chơi theo kiểu phong thủy cần cù thăng tiến nha cô chú anh chị. Cây này được trồng trong cái ống từ nhỏ ha, nên có bộ đế nơm rất là quái cây. Ở trên đây thì nguyên một cái củ nạc luôn ha cô chú anh chị. Giờ nó quái quái nó lạ cây ha. Cao em đo là 79. Tổng tàng em đo gì gì là 58 nè cô chú anh chị. Giờ thân nó co lắc rất là đẹp ha. Ở đây thì nguyên một cái củ luôn ha, củ nạc ha. Còn dưới đây là nguyên cái bộ đế sổ luôn ha, đế nơm nè cô chú anh chị. Trồng rất là công phu ha cô chú anh chị. Cây thì cũng đã thần chậu rồi nha. Rồi tại vị trí này 39 nha cô chú anh chị. Dạ đế sổ là 45. Mô Phật ạ. Tổng như gì là được 58.
Cây rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là ngộ cây nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu 3. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình ha. L16 cũng là một cây mai chiến thủy luôn. Cây này rất là già cây, thần chậu ha. Cây này nó có ba thân ha cô chú anh chị, nó liền lạc cái chân tam tài nè, nó liền lạc ha cô chú anh chị. Giá cao là 52. Tổng tàng em đo là 72. Mai chiến thủy cây này là cây trung nu ha cô chú anh chị. Mai chiến thủy trung nu à. Rất là già cây. Ba thân nó liền lạc luôn nè nha cô chú anh chị. Những cái cốt cành của nó thì rất là già cây cỡ ngón tay cái của em á. Về kẽm nào xiết thì cô chú anh chị mình tháo kẽm ha. Cây này nó rất là nặng nguyên cái bệ đế của nó ha. Rồi em ship chậu luôn cho cô chú anh chị nên cây này em không có bớt được nhiều ha cô chú anh chị. Cây này sẽ đóng trong một cái kiện gỗ gửi đi cho cô chú anh chị rất là an toàn. Rồi em ra tại vị trí này đúng 50 luôn nè cô chú anh chị. Em đo tổng nguyên cái bể đế dưới đây là đúng 70. Dạ, nằm trong cái chậu hộp xoài là dài của mặt chậu là 58. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 11 triệu ạ. À. Cây này có chậu. L17 là một em kim quýt dáng bay. Rất là già cây. Cây này bà hổm em đem về vườn nó có một hai trái rồi nhưng mà nó đã rụng rồi ha cô chú anh chị. Dạ cao em đo là 28. Tổng tàng em đo được gì là 54. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây rồi nha cô chú anh chị, cây cũng đã thần chậu rồi. Một em kim quýt à. Tại vị trí này là 16 cô chú anh chị. Tổng dưới đây là được 34. Trồng trong cái chậu rất là dễ thương. Một em kim quýt. Em giao lưu tới cả nhà mình là 2 triệu rưỡi. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình nè. Cây có dáng bay rất là đẹp, rất là già cây. 18L là một em xanh trái. Mini hả cô chú anh chị lùng lực nè. Giá cao là 21. Tổng tàng em đo gì là 32 nè. Cây này rất là già cây ha, nó lên trứng ở đây hết trơn nè cô chú anh chị. Đây, rất là già cây thần chậu ha. Đo tại vị trí này nha cô chú anh chị. 18. Tổng dưới đây 25. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 1 triệu 6, L18, xanh trái. Cây này em ship lưu chậu lâu cho cô chú anh chị mình ha. Mini để bàn nè cô chú anh chị, rất là dễ thương, gọn. L19 cũng là một cây xanh trái luôn, dáng thì co lắm, phơm tàn thì ấm mịn ha. Cây này em cũng báo với cô chú anh chị luôn ha, tháo kẽm ra nè cô chú anh chị. Rất là già cây. Cao em đo được là 46. Tổng tàng em đo được là 42. Thân thì co lắc. Nó ở dưới cái mấy cái thân của nó là lên trứng hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Đây nè. Rất là già cây. Muốn bổ sung thêm hình ảnh thì kết bạn Zalo em chụp hình em gửi qua cho cô chú anh chị mình ha. Rồi cây. Ôi dạ. Em đo hai vị trí đi. Tại vị trí số 1 trên đây là được 13 nè cô chú anh chị. Vị trí số 2 hơn 18, em tính 18. Một em xanh trái rất là già cây. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 4 triệu rưỡi ha. 19L. Dòng xanh trái này em bán rất là chạy ha cô chú anh chị. Cây này là cây gì? 2L20 là một cây gừa bông.
Cái này chậu nó rất là nặng nên em để lên một cái đơm nó hơi nghiêng ha cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị chịu khó xem giúp em ha. Nguyên một cái bệ chậu nó rất là nặng cây ạ. Phơm tàng để ấm mịn ha cô chú anh chị. Dạ. Cao em đo được gì là 40 nè cô chú anh chị. Tổng tàn em đo gì là 110. Cô chú anh chị dòm là pháp ấm mịn ha. Cây rất là đẹp. Không chê gì đâu được ha cô chú anh chị. Không cao mà cũng không lùn, không lớn mà cũng không nhỏ ha. Vừa chơi nè cô chú anh chị, dòm như nè. Rất là đẹp. Thằng của nó, ôi dạ. Cây dừa bông hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị dòm cái dàn xương của nó nè cô chú anh chị. Không thể chơi vào đâu được ha. Rất là đẹp, rất là già cây. Không có mặt cắt gì hết ha. Dạ không, cây này không có không có mặt cắt. Nó cây này liền lạc hết nha cô chú anh chị. Cái này cho em đo hai vị trí đi. Em đo vị trí bên đây là được hơn 18 nè. Tổng như vậy đi là 31. Vị trí số 3 70. Ship chậu không? Không hả? Ship hả? Mã số 20. Một cây gừa bông. Cây này em trồng trong cái chậu xi măng ha cô chú anh chị. Nên em không ship chậu cho cô chú anh chị ha. Cây này em giao lưu tới cả nhà mình là 12.500.000. Khi đi em xin bó bầu nha cô chú anh chị. Rất đẹp, rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. 21L là một cây lộc rừng. Thân co lắc, cây có dáng bay. Rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đây. Cây rất là đẹp, rất là dễ thương. Cây này nhà vườn báo với em là cũng đã cho bông rồi nha cô chú anh chị. Dạ cao em đo là đúng 40 á. Tổng tàng em đo như gì là 99. Tán ngang của cây là 58. Một em độc rừng rất là đẹp. Thân thì co lắc. Cái thân của nó được uống co lắc. Trong đây là có một chai rượu ha cô chú anh chị. Trong một cái chai nè. Giờ những chi cạnh của nó rất là già cây cô chú anh chị ơi. Thân của nó cũng như là một con rắn, nó lên da me nó sụ chân là cô chú anh chị biết cây này nó già cỡ nào rồi ha cô chú anh chị. Cây này em xin phép đo tại vị trí này đi. Ôi em mô Phật. Chỗ cái co lắc này đi. Hơn 50 cô chú anh chị ơi. Bông đỏ. Bông đỏ ạ. Rồi 21L em giao lưu tới cả nhà mình là 7 triệu ạ. À. Cây này em ship chậu lưu cho cô chú anh chị nè. Bao sống bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị. Yeah. 22L cũng là một em độc rừng luôn. Cũng là cây cuối clip của em ngày hôm nay hết cô chú anh chị. Cây này đã thần chậu rất là già cây nè cô chú anh chị ơi. Cây em đo được là 82. Tổng tàng em đo như vậy là 118. Cây này cũng đã cho bông đỏ rồi hát cô chú anh chị. Cho bông rồi. Rất là già cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị dòm thân những cái chi cạnh của nó kìa cô chú anh chị ơi. Là biết cây mình nó già cỡ nào ha. Xù ra me hết trơn nè cô chú anh chị. Cây này á, tạng nó rất là to ha, em phải đóng trong cái kiện gỗ ha cô chú anh chị. Rất là nặng, tiền ship của rất là cao nên em không có bớt được nhiều cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị thương tình ủng hộ em ha cô chú anh chị. Em xin đo tại vị trí này đi. Hơn 38 nè cô chú anh chị.
tại vị trí trên đây là 29. Cây này được cái bầu nó được ôm đá nè cô chú anh chị. Em đo luôn nguyên cái cục đá của nó ha. Như vậy là em đo cho cô chú anh chị mình tham khảo 120 á. Dài của mặt chậu là 80. Một em lộc rừng rất là đẹp, rất là già cây. Cây hiện tại đang cho lá non ha, nên mình thấy dàn xương nó hơi thưa chứ lá dày gò dòm nó ấm tàn ha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Cây này em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 14.500. Cây này em ship chậu luôn cho cô chú anh chị mình. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0938 323 449 ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh LTK Bonsai và cũng như ủng hộ em trong thời gian qua ha. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.